Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Ronaldo muốn bịt miệng những chỉ trích trước thềm đấu Liverpool. Trước thềm trận đấu giữa Man U và Liverpool, Ronaldo đã đáp trả những lời chỉ trích việc lời phong ngự của anh khiến quỷ đỏ gặp khó trong lối chơi. Sau khi gia nhập Man U ở ngày cuối chuyển nhượng vào mùa hè này, Ronaldo đã ghi dấu ấn với 6 bàn thắng cho quỷ đỏ, trong đó có hai bàn thắng quan trọng tại đấu trường Champions League để tiếp tục chứng tỏ giá trị của bản thân dù anh đã bước sang tuổi 36. Tuy nhiên, với việc Man U gặp nhiều bất ổn khi chỉ mới giành 3 trận thắng trong 8 trận gần nhất khiến Ronaldo vẫn bị nhiều chuyên gia bóng đá chỉ trích khi rất lười lui về phòng ngự. Theo thống kê, tiền đạo 36 tuổi này ở vị trí bét bảng trong số các tiền đạo ở Premier League ở vai trò phòng ngự và điều này ảnh hưởng đến lối chơi của Man U gần đây. Tuy nhiên, chia sẻ trên kênh Sky Sports trước màn đối đầu với Liverpool vào 22 giờ 30 phút tối nay, ngày 24 tháng 10, Ronaldo đã đáp trả những người chỉ trích không muốn nhìn thấy mặt tích cực trong lối chơi của anh. Cristiano Ronaldo nói: "Tôi biết khi nào đội bóng cần sự giúp đỡ của tôi trong phòng ngự, nhưng vai trò của tôi trong câu lạc bộ là giúp đội chiến thắng và ghi bàn, phòng ngự cũng là một phần công việc của tôi. Mọi người không muốn nhìn thấy điều đó là vì họ không thích tôi." Nhưng thành thật mà nói, tôi 36 tuổi tôi giành được tất cả mọi thứ nên tôi sẽ không lo lắng về những người nói điều không tốt về mình tôi ngủ ngon vào mỗi đêm tôi đi ngủ với lương tâm tốt của mình nếu những điều đó tiếp diễn tôi sẽ im lặng và dành mọi thứ chỉ trích luôn là một phần của công việc tôi không lo lắng về điều đó và tôi thấy đó là điều tốt khi thành thật nếu họ lo lắng về tôi hoặc họ nói về tôi đó là vì họ biết tiềm năng và giá trị của tôi trong bóng đá vẫn vậy tôi nghĩ điều chính là tôi vẫn hạnh phúc và tận hưởng bóng đá không quan trọng là tôi đã giành được bao nhiêu thứ trong sự nghiệp của mình tôi giành được mọi thứ nhưng tôi vẫn còn động lực, tôi đang ở một chương mới cuộc sống. Đây là lý do tại sao tôi ở đây, để cố gắng giành chiến thắng. Tôi nghĩ Manchester cần phải ở cấp độ chiến thắng này và suy nghĩ để giành được những điều lớn lao. Ronaldo cho biết, anh ấy nhìn thấy sự hứa hẹn trong đội hình mu để có thể đem danh hiệu trở lại Old Chanford. Man U là đội bóng có thể giành chiến thắng mọi thứ và tôi không đến đây để dưỡng già. Tôi đã nói với họ rằng tôi thấy tiềm năng rất lớn ở đội bóng này. Những cầu thủ rất trẻ, những cầu thủ có tiềm năng và tôi ở đây là để giúp đỡ đội của mình giành chiến thắng song lam